người đàn ông khiến phi nhung mang bầu lộ tâm trạng buồn bã sau khi phi nhung qua đời hàng loạt động thái của người thân cố nghệ sĩ đều nhận được sự chú ý của cư dân mạng dù đã qua đời được hơn một tháng nhưng những thông tin liên quan đến phi nhung và người thân của nữ ca sĩ vẫn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng bên cạnh những thông tin liên quan đến con gái ruột của phi nhung là wendy thì xuất hiện một người nhận được nhiều sự chú ý chính là bố ruột của con gái cố nghệ sĩ theo đó, người đàn ông khiến Phi Nhung mang bầu bất ngờ bị dân mạng tìm ra sau khi cố nghệ sĩ qua đời. Được biết, người đàn ông này có facebook là DB, đây là một chuyên gia về ngành làm đẹp xe ở Mỹ. Trên trang cá nhân của người đàn ông này, ngoài việc chia sẻ về cuộc sống hàng ngày ở Mỹ và cách làm đẹp xe, thì hầu hết những bài đăng đều liên quan đến Phi Nhung. Sau khi cố nghệ sĩ qua đời, anh liên tục chia sẻ tất cả những thông tin về Phi Nhung. Đặc biệt gần thất xấu của Phi Nhung trên trang cá nhân của anh chia sẻ dòng trạng thái đầy tâm trạng gia đình thiếu người ngoài ra có thể thấy dù không còn sống bên nhau nhưng người đàn ông này vẫn dành một tình cảm không thể thiếu được dành cho phi nhung đúng như lời phi nhung từng tiết lộ khi còn sống cha của wendy dù không sống bên con nhưng chưa bao giờ để con gái thiếu thốn tình cảm được biết khi còn sống phi nhung từng tiết lộ về người đàn ông khiến mình mang bầu là người hiền lành tốt bụng nhưng không có duyên nguyên nhân là do ba ruột wendy không thích nữ ca sĩ đi hát nhưng cô lại không muốn bỏ giấc mơ hát nên cả hai không đi chung con đường bên cạnh đó anh cũng chia sẻ những thông tin về wendy cùng cháu ngoại khiến nhiều người thích thú cố lên nhé chú giờ chú là niềm tin là chỗ dựa cho wendy và các cháu chú ơi cố lên nha cố lên anh trai wendy cần anh mong anh cố gắng giữ gìn sức khỏe làm chỗ dựa vững chắc cho wendy để chị nhung ở nơi đó an yên vì có anh chăm sóc con gái của anh chị. Chị đã đi rồi, đời người ai cũng qua cửa sinh tử. Chị có điều là sớm hay muộn mà thôi, không có gì đau khổ hơn khi mất đi người thân yêu và những người còn sống ở lại sẽ cần phải có thời gian để xoa dịu nỗi đau mất mát này. Chúc anh và Wendy cùng toàn thể gia đình anh sức khỏe, may mắn và bình an.